Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh TNJ. Bữa nay bây giờ là mình đang chở gia đình đi dentist các bạn, là đi đi kiểm tra cái răng của gia đình á. Thường thường ở bên này á là con nít khoảng 2 tuổi là bắt đầu người ta đi cho đi khám răng đầu tiên các bạn. Nhưng mà tại vì mình thấy răng của gia đình nó không có bị gì hết á, nó rất là tốt cho nên mình không có dẫn đi. Nhưng mà hôm nay mình cũng muốn cho nó đi. Mình đây là lần đầu tiên nó đi khám răng luôn các bạn, không biết hồi nó vô nó có chịu mở miệng ra không. Nhưng mà gia đình nó được có một cái là nó đi tới bác sĩ hay là cái gì á, nó rất là ngoan, nó sợ bác sĩ lắm các bạn. Đi vô bác sĩ kêu làm gì làm đó à. Nó có một cái là cắt tóc nè, đi bác sĩ nè là rất là ngoan luôn á, nó không có phá. Các bạn hôm trước mình dắt nó đi nhà thương đó, đi vô trong đó cái có một cái thằng bé kia nó cũng lớn hơn nó 1 tuổi, gia đình là 3 tuổi, bé kia là 4 tuổi. Trời ơi, bác sĩ mà lúc mà kiểm tra cái lỗ tai với cái miệng, các bạn mở cái lỗ tai đó để rọi nhìn coi đó, nó khóc, nó bay, nó nhào bên kia, nó la làng. Mình tưởng đâu là nó bung nguyên cái chỗ đó lên luôn á. Còn chơi định vô bác sĩ kêu làm gì làm đó, bác sĩ kêu mở miệng ra là mở miệng ra, kêu thở là thở, kêu kêu làm gì, nó rất là ngoan lắm các bạn. Ở nhà có những cái là mình nói nó không nghe phải không, nhưng mà đi vô trong đó bác sĩ nói là nó nghe hết luôn á, giống như là nó sợ bác sĩ luôn. Bác sĩ là giống như là mỗi lần người ta đi bác sĩ người ta sợ phải không, còn nó mê đi bác sĩ lắm. Các bạn biết làm sao không? Cái đó giống như là mình tập cho con mình từ hồi hồi lúc mình nó còn nhỏ, nó mới biết là mình nói trước. Ví dụ như đi đi học nó biết cái đó, tên nó cái nó xào xào á. Thí dụ là đi học hoặc là đi bác sĩ đi thì mình nói là ồ, bữa nay đi bác sĩ vui lắm, bác sĩ thương con, nó vô trong đó bác sĩ cho con cái sticker các bạn. Thường thường bác sĩ vô cái dán cho nó cái sticker trong áo trong tay của nó thích á, cho nên mình làm cho nó comfortable. Đừng có nhiều người mình thấy hay hù con của mình. Thí dụ như con mình mà bị lì hay là cái gì mà không có ngoan á các bạn, cái bắt đầu hù nói bây giờ làm không không làm, một hồi vô mốt mày dắt đi bác sĩ chích con hay là bác sĩ bẻ răng con à. Đừng bao giờ làm như vậy nha các bạn, tại vì khi mà mình làm như vậy á, mình làm cho đứa trẻ nó sợ trước đi, là tự nhiên cái nó nghĩ là ông bác sĩ đó là cái gì đâu mà kinh khủng lắm rồi đi vô. Cho nên mỗi lần mà đi vô bác sĩ nó sợ, làm cho nó đầu tiên. Cho nên có nhiều đứa đứa trẻ mà đi học mà đầu tiên mà ngày đầu mà nó khóc lên khóc xuống, nó làm mà ghê gớm, hoặc là lúc mình đi cắt tóc á là do vậy á. Mình làm cho nó thoải mái trước, ví dụ mình dụ cho nó chơi, mình nói cho nó là cái đó là làm, ví dụ như cắt tóc đi, nó cắt tóc một hồi á rất đẹp trai luôn á, cắt hơn hồi cái đầu đẹp xong rồi mày dắt con đi chơi hay gì, mình làm cho nó thoải mái cái đầu óc nó trước các bạn, cũng như là làm công tác tư tưởng chứ để mà mình hồ hồ nó quá tự nhiên cái mình lại mình cắt tóc cái mình nó không chịu cắt, cái mình đè ba bốn người mình đè nó, mình càng đè nó thì nó càng bung, nó cảm thấy giống như là bị ép bức mà sợ hãi á, cho nên nó sợ lắm. Cho nên mình cố gắng mình làm cho nó cảm như là nó an yên tâm á, nó an toàn, nó làm thì nó sẽ tự động nó làm, nó không cần phải ép buộc nha các bạn. Như bữa nay mình đi dắt nó đi dentist nè, nó vui lắm. Cái hỏi đi, nó đang ngồi nó coi tivi, mà lúc mà nó đang ngồi coi tivi kêu đi là nó không đi đâu. Hỏi đi gia đình đi dentist với mày không, là da là đứng dậy là tự động thay đồ đi, là nó mê á, giống như là nó thích, giống như là đi cái đó là được cái gì vô vui lắm. Tại vì thường thường vô đó rồi gặp nhiều người á, rồi cái đi ra cái bác sĩ dán cho cái sticker trong tay hay là gì các bạn, cho nên nó rất là mê. Cho nên cái đó là mình nói một cái mẹo nhỏ cho những cái bà mẹ mà có con mà ví dụ như khó khăn mà dắt đi bác sĩ hoặc là đi đi trường học á. Như mình có mấy đứa cháu nó đi trường á các bạn, lúc mà người anh đi á, người em hả, ngày nào nó cũng mê, nó cũng như là mỗi lần mà mình nói vậy nè, bây giờ ngoan không ngoan thì ngày mai cho đi 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 theo anh đi vô trường, là nó làm liền các bạn, giống như là đi vô trường là một cái phần thưởng lớn của nó vậy đó. Cho nên nó ngày nào nó cũng xin bữa nay được vô trường học không, mỗi lần mình nói ăn đi nha, nó không chịu ăn các bạn. Xong cái mình nói ăn đi nha, nếu mà không ăn á là ốm là không có được vô trường đâu á, là đi vô trường á là người ta phải đủ cao người ta mới cho vô trường học, là ăn tức khắc liền các bạn. Cho nên cái đó là cái mẹo nhỏ mình phải làm tư tưởng cho con mình từ cái lúc mình nó mới nó nhận thức được, nó còn trẻ nó nhận thức được thì mình tư tưởng nó như vậy để cho nó lớn lên nó đi học hoặc là nó đi bác sĩ này nọ thì nó cũng dễ hơn, đỡ mà mình phải vật lộn với nó rồi mình vô trong đó rồi nó khóc rồi mình phải đánh đập la lối rầy rà nó rất là khổ sở. Thì thôi bây giờ hai mẹ con đi bác sĩ nha. Đại ca đang ngồi chờ đợi nha các bạn. Ảnh vô mắc cười lắm, ảnh vô ảnh
bất cứ người nào mà anh gặp trong đây anh cũng chào anh hai doctor hai bác chào bác sĩ hết các bạn, lịch sự lắm, vô là anh người nào anh cũng đưa tay lên anh chào chào bác sĩ, mấy người kia mắc cười anh luôn, đang ngồi chờ nha sĩ lại khám nha các bạn nè, vô anh nằm vậy đó, anh thích lắm, vô là nó thấy không, nó thoải mái các bạn, nó không có phải mà sợ sệt rồi khóc lóc, cho nên mình khỏe, mình khỏi cần đè la lối rồi nọ. Con nít cỡ tuổi này thật ra vô không có làm gì đâu các bạn, thật ra vô chỉ tại vì răng chỉ định nó đã tốt rồi, nó không có bị hư thì vô nó chỉ coi sơ sơ rồi cho đánh, nó đánh răng này nọ thôi rồi xong, chứ không có làm gì hết á. Anh xuống rồi đó, hồi nãy anh xuống anh kêu mình cởi áo lạnh cho ảnh các bạn, ảnh ngồi anh bị nóng tại vì trong đây người ta bật hết nhiều quá đi, mình cũng nóng thiệt, cởi cái áo lạnh cho ảnh nè, bây giờ anh ngồi anh vô anh chờ nè, anh cứ thấy cái ông nha sĩ bên kia cái anh cứ kêu hai chào để qua làm cho ảnh nè các bạn thấy không, cái người ở đây có nhiều nha sĩ lắm các bạn, cái chỗ này có nhiều người nha sĩ rồi có nhiều người phụ tá của nha sĩ á, mà cái người nha sĩ nãy mình thấy hình như là người nè, cái người này là cái người Hàn Quốc hay là gì các bạn, chứ không phải là người Việt Nam, các bạn thấy không, rất là thoải mái kêu hả miệng ra là hả miệng ra, nó chét lưỡi nó coi nó kiểm tra này nọ thấy không, le lưỡi thấy thoải mái không có căng thẳng gì hết các bạn thấy không, cho nên mình khuyên á các cha mẹ mà muốn cho con mình đi nha sĩ hoặc đi bác sĩ á, đầu tiên mình làm cho nó thoải mái tinh thần, cũng như là mình nói cho nó biết là vô trong đây là bác sĩ sẽ vui vẻ làm cho nó cũng như là nó an tâm á, thì nó sẽ đi tự, nó thoải mái tự động nó đi, mình không cần phải mà ép buộc nó nha các bạn, các bạn thấy thương không, cái người áo trắng hồi nãy là nha sĩ còn cái người là phụ tá thì đang đánh răng cho gia đình này các bạn, đang làm như là đánh răng này á, ảnh thích cái đèn ở trên á, anh muốn chòm lên cái đèn đó, đeo mắt kiếng vô, mắt kiếng đen sợ tại vì nó sợ cái đèn nó chói vô mắt á. Thôi chào các bạn nha, mình để mình lo cho đình chút xíu ba các bạn, hẹn gặp các bạn sau nha.